Pháp luật án mạng bí ẩn, tại Le Chốt Ran, Mỹ, đối tượng và hành động đáng nghi. Vào buổi sáng ngày 9 tháng 1 năm 2012, cảnh sát đã tới một ngôi nhà ở thị trấn Le Chốt Ran thuộc thành phố Bradenton, bang Florida, Mỹ sau khi nhận cuộc gọi báo án. Nạn nhân là Ina Gross, một cụ bà tử tế và hài hước, 78 tuổi, tử vong do một vết cắt ở cổ và nhiều vết đâm dao khác trên cơ thể. Án mạng xảy ra trong thời điểm con trai út của bà, Thomas Gross, 57 tuổi, chuẩn bị tới sân bay để trở về Israel, quê hương thứ hai của ông. Khi bước vào gara, Thomas phát hiện thi thể mẹ nằm đó cùng con chó của bà. Có nghi ngờ rằng hung thủ đã đột nhập vào nhà qua cửa trước đã bị hé mở. Hung khí gây án là một con dao lấy từ bếp của nạn nhân. Một đống thức ăn lẫn chất nhầy trên sàn ô tô dấu hiệu cho thấy Ina hoặc hung thủ đã nôn. Ellen Gross, con gái của nạn nhân, cho biết Ina thường thuê một người vô gia cư tới nhà để làm mấy việc vặt. Khi cảnh sát gặp người đàn ông vô gia cư, anh ta tới thành phố Sarasota, bang Florida vào ngày 9 tháng 1 năm 2012. Một phụ nữ xác nhận bằng chứng ngoại phạm của người đàn ông này. Hành vi của Thomas Gross sau khi mẹ qua đời khiến nhóm điều tra chú ý. Ông ta không hề tỏ ra đau khổ khi nói chuyện với cảnh sát. Một phụ nữ hàng xóm kể rằng khi dắt chó đi dạo vào lúc 23 giờ tối hôm 8 tháng 1 năm 2012, đêm trước khi Thomas báo cảnh sát, bà thấy Thomas khởi động ô tô trong gara. Nhưng Thomas lại nói với cảnh sát rằng ông ta ngủ từ trước 23 giờ. Bà Ellen khẳng định em trai và mẹ có mối quan hệ rất thân thiết và bà không tin Thomas có thể đoạt mạng mẹ. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ đối tượng và hành động của Thomas trong vụ án mạng bí ẩn tại Le Chốt Ran, Mỹ. Pháp luật án mạng đáng nghi, kết quả phân tích, thuốc gây nghi ngờ và động cơ bí ẩn đằng sau vụ án mạng Ina Gross. Kết quả phân tích bãi nôn trong ô tô cho thấy đó là vật chất trong dạ dày của nạn nhân. Điểm đáng chú ý là nó chứa Ambien, điều trị rối loạn giấc ngủ, và Benadryl, điều trị các triệu chứng dị ứng. Hàm lượng Ambien trong dạ dày của bà cụ cao gấp ít nhất 5 lần so với hàm lượng mà bác sĩ chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ. Vì thế, rất có thể Ina Gross rơi vào trạng thái buồn ngủ và buồn nôn. Ellen Gross và những người thân khác trong gia đình khẳng định bác sĩ chưa bao giờ kê đơn thuốc Ambien và Benadryl cho nạn nhân. Họ cũng chưa bao giờ thấy bà Ina Gross uống hai loại thuốc ấy. Nhóm điều tra nhận định có thể Thomas Gross đã trộn thuốc Ambien và Benadryl vào thức ăn hoặc đồ uống rồi đưa cho mẹ. Khi Ina Gross mê man vì tác dụng của thuốc, Thomas đặt mẹ vào ô tô trong gara rồi bật động cơ và đóng kín các cửa với ý đồ khí carbon động cơ ô tô thải ra sẽ khiến bà cụ tử vong. Tuy nhiên, Ina Gross đã tỉnh và nôn ra sàn ô tô trước khi rời khỏi xe và cố gắng bước vào nhà. Ngay lập tức, Thomas đã lấy con dao trong bếp và đoạt mạng mẹ. Lập luận của nhóm điều tra khiến Ellen Gross bắt đầu tin rằng rất có thể em trai là thủ phạm. Bà nói với nhóm điều tra rằng dù đã ở tuổi ngũ tuần, Thomas vẫn nhận sự hỗ trợ tài chính của mẹ. Thậm chí ông ta còn vay mẹ 668.000 đô la Mỹ và không có khả năng trả nợ. Một số người bạn của nạn nhân cũng xác nhận rằng bà cụ từng bày tỏ ý định ngừng chu cấp tiền cho Thomas và không bao giờ cho ông ta vay tiền nữa. Với thông tin mà Ellen Gross và những người bạn của Ina Gross cung cấp, cảnh sát đã có đủ chứng cứ để tòa án đồng ý bắt Thomas Gross vào tháng 9 năm 2014. Tuy nhiên, họ phải chờ tới 7 năm để xác định được thủ phạm và đưa ra lời khai của Thomas trong vụ án mạng bí ẩn tại Le Chốt Ran, Mỹ.